xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh sa tv các bạn thân mến thì năm nay lần đầu tiên thành phố sa tổ chức sự kiện festival hoa kiển trên địa bàn của thành phố sa đéc thì thời điểm này thì rất là nhiều du khách cũng đã đến với thành phố sa để tham quan và cũng rất là nhiều Uh, du khách ở các nơi cũng đã nhắn tin về cho Sa TV là hỏi một số cái nội dung uh, vấn đề liên quan đến uh, uh, du lịch ở Sa ăn gì rồi ở đâu rồi tham quan những điểm nào và các hoạt động của festival như thế nào thì uh, hôm nay thì uh, mình xin uh, làm một cái video ngắn này uh, để uh, giới thiệu và chia sẻ đến các bạn uh, một số cái uh, thông tin liên quan đến uh, Sa Đéc uh. các bạn thân mến thì ở thành phố Sa Đéc có một cái làng bột rất là nổi tiếng đã hơn trăm năm tuổi ha và từ bột gạo Sa Đéc người ta chế tạo ra được những cái món ăn rất là ngon trong đó phải kể đến một là hủ tiếu Sa Đéc hủ tiếu Sa Đéc là nổi tiếng khắp gần xa nha các bạn và ở Sa Đéc thì hủ tiếu thì người ta chế biến ra thành các món như là hủ tiếu nước nè hủ tiếu khô nè hủ tiếu xào nè nha hủ tiếu nước thì thường là chúng ta có cái dạng là hủ tiếu nước ăn với thịt nạc, hủ tiếu nước để lòng hoặc là hủ tiếu nước có kèm thêm một cục xương ống ha. Và tùy theo cái loại mà chúng ta kêu thì giá của nó cũng dao động từ 20 000 đồng cho đến 50.000, 60.000 cũng có. Tùy ha, tùy chúng ta kêu thêm tất bin thì nó sẽ Giá nó sẽ cao và đặc biệt ở Đéc có một cái quán hủ tiếu gọi là rẻ nhất ASEAN. Đó là quán hủ tiếu Bà Sẩm nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì giá chỉ 8.000 đến 10.000 đồng một tô thôi. Đó là hủ tiếu bình dân ha. Gọi là hủ tiếu rẻ nhất ASEAN. Còn hủ tiếu Đéc thì có hàng trăm quán hủ tiếu khác nhau nha các bạn. Nhưng chúng ta có thể kể đến như là những quán hủ tiếu gọi là lâu đời ha. Và nhiều người biết đến đó là hủ tiếu Cô Liên ở trên đường Trần Phú cái thứ hai nữa là hủ tiếu Phú Thành trên đường Trần Hưng Đạo và hủ tiếu Minh Tuyết ở trên đường Nguyễn Cư Trinh còn nhiều quán nữa ví dụ như là hủ tiếu Minh Ký trên đường Hùng Dương rồi hủ tiếu Quốc Liên cũng ở trên đường Hùng Dương rất là nhiều quán ha à, xe TV cũng đã có review và giới thiệu uh, hơn 90 cái điểm đến ẩm thực ở Sa Đéc nha Nếu như các bạn muốn biết là cái món nào ở Sa Đéc và cái quán nào bán thì các bạn hãy vào Sa Đéc TV rồi chọn danh sách phát các bạn vào cái mục là khám phá ẩm thực Sa Đéc trong đó thì mình đã có giới thiệu hơn 90 cái điểm đến ẩm thực ở Sa Đéc ha rồi vậy thì ngoài hủ tiếu ra thì ở Sa Đéc còn cái món gì ngon nữa đó là bánh tầm bì nha các bạn bánh tầm bì cũng làm từ bột gạo Sa Đéc ha bánh tầm bì đặc biệt cái là ăn thì có um, bì nước cốt dừa chan lên ha và để uh, trong cái uh, bánh tầm bì đó thì uh, còn có xíu mại nha các bạn thì uh, đó là cái món thứ hai ngoài ra thì uh, ở đét cũng là thực uh, gọi là những cái món ăn sáng thì khá là khá phong phú nha các bạn uh, có những cái món như là cơm tắm và có cái quán cơm tấm rất là đặc biệt, đặc biệt đó là cơm tấm chan nước cốt dừa ha ăn với bì và thịt nướng thì uh, trong xe tv cũng có một cái clip review cái quán này các bạn có thể uh, tham khảo uh. nếu các bạn muốn thưởng thức một lần cho biết thì các bạn có thể đến nha và buổi sáng thì cũng có rất là nhiều cái quán ăn sáng à, như là à, bán các món như là bún cá nè bún mắm nè rồi uh, cháo lòng rồi phở bánh canh rất là nhiều món nha Nói chung là cái những cái quán ăn sáng ở Sa Đéc thì rất là phong phú và những cái tuyến đường nào thì bán nhiều đồ ăn sáng thì các bạn nếu như ăn sáng thì các bạn nên chọn các tuyến đường như sau một là đường Hùng Dương hai là đường Nguyễn Tất Thành ba là đường Trần Hưng Đạo bốn là đường Trần Phú và năm là đường Nguyễn Sinh Sắc 6 là đường Nguyễn Cư Trinh và 7 là đường 848 ha. Đó là những cái tuyến đường chính, những cái trục đường chính mà có rất là nhiều quán ăn sáng ha các bạn. Ngoài ra thì những cái tuyến đường khác thì cũng có nhiều quán được rải rác ở nhiều nơi, ở nhiều tuyến đường trên địa bàn của thành phố Sa Đéc ha. Rồi, bây giờ thì đến Sa Đéc buổi sáng ăn sáng như vậy. Rồi buổi trưa, buổi trưa thì chúng ta ăn gì? Buổi trưa nếu như các bạn... Mình đi tùy ha. Nếu như mình đi cái dạng như là... Khách đơn. Khách đôi hai ba người. Thì buổi trưa chúng ta có thể chọn những cái quán... Quán cơm bình dân để chúng ta ăn ha. Thì có những cái quán cơm tắm. Như là cơm tắm... Ở... Cơm tắm cây da. Là một trong những quán cơm tắm nổi tiếng trên đường Hồng Dương ha. Rồi... Cơm tắm thủy. Hay là... Cơm tắm kiều Tâm Và cơm tấm thanh vân rất là nhiều quán cơm tấm ha nằm ở trên đường nguyễn Cư trinh hoặc là đường tôn thất thắng đó là nếu như các bạn muốn ăn cơm cơm tấm với dạng như chúng ta đi đi vài người hai ba người còn như đoàn chúng ta đi theo đoàn á thì chúng ta nên chọn những cái quán cái dạng như là có nhiều bàn ghế hơn và họ chuyên phục vụ theo khách đoàn ha thì nếu như các bạn đi 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 đoàn thì nó cũng có ở Sa Đéc cũng có rất là nhiều quán à, theo nhiều cái phân khúc khác nhau ha từ cái dạng như nhà hàng cho đến cái dạng quán ăn nhà hàng thì à, các bạn có thể mình có thể kể các cái nhà hàng để các bạn có sự lựa chọn nha một là Hai Lúa còn gọi là Ra Rong Balad nằm trên đường Nguyễn Tất Thành ha quán à, ở cái nhà hàng này thì à, không gian rất là rộng và họ có những cái khu vực để mà đải khách từ tiệc cưới, tiệc đải tiệc cho đến là đải những khách đoàn. cái thứ hai là các bạn có thể đến nhà hàng Vạn Kim Long đó là cái khu ẩm thực ha, cái khu ẩm thực Vạn Kim Long họ có những cái cái khu vực phục vụ ăn uống. À, với à, nhiều cái à, kích cỡ khác nhau, nhiều loại phòng khác nhau, ha từ phòng ít người cho đến phòng nhiều người và thực đơn thì à, từ những món bình dân cho đến những cái món cao cấp đều có. Thứ ba nữa là các bạn có thể à, chọn à, à, nhà hàng Hương Quê à, nằm ở à, trên đường à, Nguyễn Sinh Sắc, ha. các bạn quẹo vào cái khu FLC đang xây dựng, ha, ở trong đó thì có cái, có nhà hàng Hương Quê và cái nhà hàng khác nữa như là nhà hàng Hoa Ếch thì nằm cặp ở sông Tiền ha. Ở trên gần khu vực làng Hoa ở đường đường đó là đường Hoàng Sa thuộc phường Tân Quy Đông. Rồi, còn những cái quán ăn thì những quán nào những cái quán mà dạng phục vụ khách từ 10 đến 15 người có những cái không gian để mà mát mẻ thì các bạn có thể chọn như là quán kim trang nằm ở trên đường Nguyễn Sinh Sắc hoặc là à, quán à, Hương Mai ở trên đường à, đường này là đường Trần Thị Nhượng các bạn quẹo vào ha à, gió tràm cũng được hoặc là Tám Yến hoặc là quán Ngọc Yến ở trên đường à, Nguyễn Tất Thành nói chung là rất là nhiều quán ví dụ như quán Sang Quý rồi à, à, Lộc Huệ ở trên đường Nguyễn Văn Phát rất là nhiều quán nói chung là ở Sa Đéc thì buổi trưa nếu các bạn buổi sáng chúng ta thường thì ăn sáng xong thì các bạn đi tham quan chụp ảnh ở các cái vườn hoa sau đó thì các bạn buổi trưa thì các bạn sẽ đến những cái điểm đó để các bạn ăn thì mình vừa gợi ý các cái, cái 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 quán ăn ha rồi bây giờ thì nếu như ăn xong buổi trưa buổi tối thì ở Sa Đéc thì sẽ làm cái gì buổi tối thì các bạn có thể đi một vòng À, khu vực công viên để các bạn à, tản bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh ha. Và ở cái khu vực à, công viên Sa à, Đéc thì rất là rộng, tới 22 hecta, là các bạn à, à, thoải mái chúng ta đi à, đi dạo phố ha. Rồi ngoài dạo phố ra thì buổi tối thì à, các bạn có thể à, đi à, ăn uống, tán gẫu với bạn bè bằng cách là ăn à, những cái món lẩu ha, ví dụ như là lẩu cua đồng, lẩu bò rồi à, lẩu hải sản thì à, à, hoặc là chúng ta đi à, chợ đêm mua sắm hoặc là đi các siêu thị trung tâm thương mại để à, chúng ta mua sắm ha. siêu thị thì có hai siêu thị lớn đó là siêu thị Cô mát và siêu thị Vincom Vinmart còn à, các bạn muốn ăn vặt buổi tối thì à, chúng ta có thể à, đến cái khu vực à, vòng của công viên Sa Đéc cổng A hoặc là cổng B của công viên Sa Đéc để chúng ta ăn những cái món ăn vặt ví dụ như là chúng ta ăn bắp xào hoặc vịt lộn khô nướng những cái món bình dân hoặc là chúng ta đến quán mai kem sim một trong những quán nổi tiếng bán rất là nhiều đồ ăn vặt bán từ năm giờ từ 5 giờ chiều là khác là nhộn nhịp rồi đó nhưng mà thường thì bán là từ 10, 12 giờ trưa là người ta bán dài dài tới chiều rồi ở đó thì thường thì những cái quán ăn vặt thì thường là có bán các cái món như là bánh cống bánh đúc bánh xèo nem nướng và buổi tối thì nếu các bạn ngoài những khu vực đó ra thì các bạn có thể đến khu vực à, bờ kè sông Tiền ở trên cái đường đường Hoàng Sa ha, thuộc phường 3. À, ở bên đó thì hiện tại những buổi tối thì có những cái quán cà phê và những cái quán ăn vặt thì cái không gian rất là chiêu ha, chúng ta có thể ngồi à, ngắm bên cái dòng sông Tiền buổi tối ha và chúng ta vừa ăn vừa thưởng thức và vừa ngắm cảnh thì cũng rất là hay đó là cái uh, giới thiệu đến các bạn những cái uh, điểm ăn uống nha rồi bây giờ nếu như đến sa đéc thì chúng ta có những địa điểm nào để chúng ta tham quan thì uh, nói về tham quan thì chúng ta sẽ có uh, hai cái phân khúc nha các bạn các bạn uh, đến sa đéc thì chúng ta uh, có thể uh, tham quan chụp ảnh không tốn phí và tham quan chụp ảnh tốn phí ha nếu như các bạn không muốn tốn phí thì các bạn có thể tham quan chụp ảnh ở cái khu vực quảng trường của thành phố Sa Đéc năm nay thì tổ chức festival hoa cho nên là có rất là nhiều cái tiểu cảnh được trang bàn trang hoàng rất là lộng lẫy ha và các cái uh, tiểu cảnh này thì sẽ được duy trì cho đến hết Tết nguyên đáng luôn nha các bạn cho nên là từ đây đến hết Tết Nguyên Đán thì các bạn đến công viên Sa Đéc thì rất là đẹp ha ngoài khu vực quảng trường thì các bạn đến khu vực cổng A của công viên thì cũng có rất là nhiều tiểu cảnh để chúng ta chụp ảnh ở đó thì chúng ta chụp ảnh không hề tốn phí ha rồi ngoài cái khu vực công viên Sa Đéc ra thì các bạn có thể đến làng hoa Sa Đéc làng hoa Sa Đéc thì có những cái ruộng hoa chúng ta đi vào cái đường hoa sa nhiên cây dao đó thì các bạn đi vào đường hoa đó thì hai bên nông dân trồng hoa thì các bạn có thể ngắm hoa và chụp ảnh cũng không tốn phí còn nếu như mà các bạn muốn có những bức ảnh lạ những bức ảnh đẹp và à, hoặc là có những cái à, tham quan những cái khu vực riêng biệt thì mình phải tốn phí để mà mình đi vào mình tham quan à, và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những cái điểm tham quan khi mà đến làng hoa thì ở trên cái đường hoa sa nhiên cây dao sẽ có các cái điểm tham quan tốn phí như sau một là đài ngắm hoa ngọc lan cái đài ngắm hoa này thì rất là cao ha các bạn vào đây thì các bạn phải tốn phí và khi mà vào đây thì các bạn được lên trên cái đài ngắm hoa các bạn nhìn xuống tổng thể cái khu vực làng hoa ở khu vực xung quanh đó ha rất là đẹp và ở trong đó thì cũng có rất là nhiều loại hoa kiển được trưng bày và rất là nhiều tiểu cảnh để chúng ta chụp ảnh rồi ngoài cái đàn ngắm hoa ra thì cũng trên cái đường hoa sai nhiên cây giao thuộc phường tân quê đông đó thì có một cái điểm nữa đó là cái điểm happy Land hùng thi ha ở đây thì ngoài các cái tiểu cảnh phục vụ khách tham quan ra thì còn có cái dịch vụ là trò chơi nha trò chơi tức là trò chơi các trò chơi miệt dường như là cầu lắc rồi chạy xe đẹp qua cầu cây rồi đu dây qua sông nào vân vân sa đéc tv cũng đã có làm các cái video clip riêng biệt giới thiệu về từng cái điểm tham quan du lịch ở sa đéc các bạn có thể vào sa đéc tv ha rồi các bạn vào một uh, uh, du lịch sa đéc thì các bạn sẽ xem được tất cả các cái điểm đến du lịch ở sa đéc mà sao mà mình đã đến review và giới thiệu ha rồi bây giờ mình chỉ kể sơ thôi nha rồi các bạn muốn đến điểm nào thì các bạn vào các bạn xem ha ở cái đường hoa thì uh, có hai điểm đó và ở cuối đường thì uh, có cái cầu xe đất 2 đó thì các bạn sẽ đi vào cái khu du lịch cánh đồng hoa hồng. Đấy, cái khu đó là rộng khoảng 2,5 năm ha cũng có rất là nhiều cảnh đẹp. Ở đó thì có một cái đặc sản nữa đó là xem trình diễn cá lóc bay ha. Đó là điểm có tốn phí. Rồi. Rồi cái điểm cánh đồng hoa hồng thì các bạn uh, đi hướng về uh, trên cái đường vành uh, đai uh, 85 852B thì các bạn sẽ gặp một cái điểm nữa đó là điểm điểm du lịch vườn hồng tư tôn ha vườn hồng tư tôn thì nơi đây thì có lưu giữ rất là nhiều cái hoa hồng và rất là nhiều tiểu cảnh đẹp và cũng trên đường đó thì chúng ta sẽ có một cái điểm nữa đó là ngôi nhà ấp ngược nha ngôi nhà ấp ngược thì nó là một cái ngôi nhà mà nó được ấp ngược xuống nha và nó cũng có rất là nhiều tiểu cảnh đẹp để chúng ta chụp ảnh rồi ngoài ngôi nhà ấp ngược ra thì các bạn đi hướng về thành phố Cao Lãnh ở trên đường 848 ha có một điểm nữa đó là cái điểm à, khu du lịch hoa kiển Sa Đéc ha cái khu này thì à, có rất là nhiều cây kiển cổ với những cái cây à, me và những cái tác phẩm kiển cổ mà đạt kỷ lục uh, Việt Nam nha đó là à, nếu như các bạn muốn tham quan những cái tác phẩm kiển cổ thì có thể đến đó ở đó thì còn có uh, phục vụ hôm tây cho khách ngủ lại qua đêm nha các bạn. Rồi à, ngoài cái cái điểm đó ra thì à, ở à, thành phố Sa Đéc thì các cái cánh đồng hoa ở à, trên cái địa bàn của phường An Hòa, xã Tân Khánh Đông và phường Thăng Quy Đông thì có rất là nhiều hoa kiểng mà con nông dân trồng rất là nhiều ha Nếu như các bạn đến à, Sa Đéc thời điểm này đến Tết nguyên đán thì hoa nở rất là nhiều và chúng ta có thể ngắm hoa một cách thoải mái và chụp ảnh rất là nhiều ha các bạn. Rồi bây giờ à, đến Sa Đéc thì à, các bạn à, lưu trú như thế nào? thì à, ở thành phố Sa Đéc thì à, hiện có rất là nhiều cái khách sạn và nhà nghỉ nha. thì à, khách sạn thì à, có khoảng để mình xem cái khách sạn thì có khoảng 26 khách sạn các bạn. 26 khách sạn còn nhà nghỉ thì có hai nhà nghỉ cơ sở hôm tây thì có bảy hôm tây riêng villa thì có một căn villa ha khách sạn ở sa đéc thì có rất là nhiều khách sạn từ khách sạn nhà ba sao cao nhất là ba sao và thấp nhất là một sao khách sạn ba sao thì có thể để đến như là khách sạn bông hồng ha còn khách sạn hai sao thì có khách sạn vạn kim long và các khách sạn một sao như là Ánh Dương, Thảo Trâm, Sao Khuê, Thảo Ngân, Phương Nam, Hoàng Duy, Thành Công, khách sạn Cánh Đồng Hoa Hồng, khách sạn Sa à, Đéc, Hương Sen, Phương Nam, rồi Nam Phương, Hưng Bình, Mỹ Dung, Kim Trang, nhưng mà rất là nhiều ha. Còn đối với những cái cơ sở hôm tây, hôm tây thì à, có các cái hôm tay như là hôm tây ngôi nhà qua ếch nè rồi hôm tây ngôi nhà tre rồi hôm tay uh, Neverland the Babylon uh, hôm tây, uh, khu du lịch qua kiển sa đéc Đế. rồi uh, à, đến du lịch bin hao căn nhà màu hồng đó các bạn thì uh, nơi đó thì cũng có cái uh, homestay ha và homestay mộc nhiên và cái homestay mới mở gần đây nhất đó là cái homestay miền tây lót miền tây lót cái này ngoài không tây ra thì ở đây còn có một cái cánh đồng hoa hướng dương có hơn 14.000 cây thì đang trổ hoa rất là đẹp ha Sa TV cũng đã có giới thiệu về về cái điểm đến này rồi nếu các bạn muốn xem những cái điểm đến du lịch ở Sa Det thì các bạn có thể vào Sa Det TV ha, chọn khám phá du lịch Sa Det chọn du lịch Sa các bạn sẽ thấy được các cái điểm du lịch mà mình đã giới thiệu trên đó ha rồi bây giờ thì một số bạn hỏi là đến Sa Đéc thì mình nên đi phương tiện nào thì Sa Đéc nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 140 km các bạn thì đến Sa Đéc thì chúng ta có thể chọn đi bằng các phương tiện như sau nếu như các bạn ở xa đó thì các bạn nên đi xe khách nha đi xe khách đến Sa Đéc thì chúng ta sẽ thuê khách sạn ngủ lại qua đêm thuê khách sạn chúng ta sẽ đi vào các cái điểm tham quan hoặc là các cái À, vườn hoa bằng cách là chúng ta thuê xe máy các bạn hiện tại bây giờ thì ở Sa Đéc thì cũng có dịch vụ cho thuê xe máy ha để cho khách tham quan à, đi vào lòn lách vào các cái điểm ở trong làng hoa để chúng ta tham quan chụp ảnh thì à, à, hiện tại thì các khách sạn người ta cũng có cái dịch vụ cho thuê xe các bạn yên tâm điều đó nha và nếu như các bạn mà ở ở gần ví dụ như ở những cái tỉnh như Lân Cận giáp ranh với Đồng Tháp nè thì à, nếu có điều kiện thì các bạn nên đi xe máy để chúng ta tự túc chúng ta sẽ di chuyển nó được thuận tiện hơn. Còn, à, còn ngoài ra thì à, các bạn đi à, xe khách thì à, nếu như đi trong ngày về chúng ta không cần lưu trú lại thì các bạn à, đi xe khách các bạn đến làng Hoa thì à, hiện tại làng Hoa thì có các cái dịch vụ vận chuyển như là một là xe Honda khách của à, làng Hoa Thứ hai là có xe điện. Xe điện thì của các cái dịch vụ uh, vận chuyển ha. Thì uh, các bạn có thể đi xe điện đến các cái điểm tham quan mà các bạn muốn. Đó là về cái uh, phương tiện để mà đi uh, đến Sa Đéc. Còn ở ngoài các cái điểm tham quan ở trên làng qua ra thì ở Sa Đéc còn có một cái điểm đặc biệt nữa. Đó là Sa Đéc là um, có cái hệ thống chùa chiền rất là nhiều nha các bạn thành phố sa đéc có diện tích nhỏ nhưng mà có trên dưới 60 mươi cơ sở thờ tự khác nhau và mỗi một ngôi chùa thì có một cái lối kiến trúc riêng rất là độc đáo trong đó thì có những cái ngôi chùa mà có cái kiến trúc rất là lâu đời và được xây dựng hàng trăm năm rồi ví dụ như là phước hưng cổ tự hay thường gọi là chùa hương ha. hoặc là những cái ngôi chùa có kiến trúc rất là đẹp như là chùa kim huê rồi à, à, những cái chùa khác như là chùa kiến an cung ở Sa Đéc thì có hai cái di tích cấp quốc gia nha các bạn. Một là chùa cái cái An Cung, hai là nhà cổ Quỳnh Thủy Lê. Ha, thì cái nhà cổ Quỳnh Thủy Lê là một trong những cái nhà cổ mà có cái lối kiến trúc rất là độc đáo nha. Và đến Sa Đéc thì các bạn nên đến đây để tìm hiểu ha. Sa Đéc TV cũng à, vừa rồi cũng có quay một video để giới thiệu về cái à, cái ngôi nhà cổ này. Nếu các bạn quan tâm thì có thể các bạn có thể vào. À, à, YouTube rồi chọn danh sách phát là à, du lịch Sa Đéc các bạn chọn à, nhà cổ ha nhà cổ Quỳnh Thị lê để các bạn xem thì à, à, đến Sa Đéc thì các bạn nên lưu ý là ở làng hoa Sa Đéc thì thường thì chúng ta đến tham quan thì chúng ta thường sẽ đi vào những cái à, à, con đường nhỏ những cái vườn hoa cho nên là khi mà đến à, làng hoa Sa Đéc đến tham quan Sa Đéc thì các bạn nên đem theo à, những cái gì thì các bạn nên đem theo à, một là nón nha để chúng ta đổi khi mà đi vào các cái vườn hoa hai là đem theo kem chống nắng nha và nếu chúng ta có dù thì chúng ta nên đem theo để chúng ta che để đi vào những cái điểm lên những cái vườn hoa thì nó nắng những cái đó thì chúng ta đem theo chúng ta có thể chụp ảnh được nha các bạn Và cái thời điểm mà tham quan làng Hoa gọi là ok nhất đó chính là thời điểm này nha các bạn Thời điểm từ nay cho đến hết Tết nguyên đáng luôn á Thì uh, đó là cái thời điểm mà làng Hoa Sa Đéc có rất là nhiều hoa được uh, uh, xử lý ra hoa để mà phục vụ cho thị trường Tết ha Còn riêng đối với những cái khu điểm du lịch đó thì uh, Hoa Kiển bây giờ thì họ đã sản xuất quanh năm rồi các bạn Rồi bây giờ thì đến Sa Đéc thì các bạn sẽ mua cái gì về để làm quà cho người thân. Thì ở Sa Đéc như lúc nãy mình có chia sẻ đó, Sa à, Đéc có một cái làng bột khá là nổi tiếng nha. Và từ làng bột thì người ta sản xuất ra được rất là nhiều món, trong đó thì có hủ tiếu. Hủ tiếu Sa Đéc thì các bạn mua về làm quà, các bạn có thể chọn là hủ tiếu khô để các bạn mua về làm quà, hủ tiếu cô sa đéc có một cái điểm đặc biệt là hủ tiếu sa đéc nấu không có chua nha các bạn, không có vị chua, có cái vị dai rất là ngon ha, nó dai ngon, không có chua. Cho nên là thường là nhiều người đến sa đéc á thì mua hủ tiếu khô về làm quà. Cái thứ hai nữa là mua bánh phồng tôm, bánh phồng tôm thì của Sa Giang hoặc là của Bích Chi là hai cái thương hiệu nổi tiếng ha, xuất đi rất là nhiều nước ở Châu Âu luôn rồi, là bánh phồng tôm cũng làm từ bột gạo sa đéc các bạn đó là những cái phẩm phẩm rất là ngon. Ngoài ra thì các bạn có thể mua những cái chậu hoa kiển để mình mình đem về nhà mình trưng hoặc là, là làm quà tặng. Hiện tại bây giờ thì hoa kiển ở làng hoa Sa Đéc đó, bà con nông dân mình rất là sáng tạo à, tạo qua những cái vỏ hoa hoặc là những cái chậu hoa rất là nhỏ gọi là những chậu hoa mini đó để làm quà tặng đó. Thì à, hiện nay thì làng hoa Sa Đéc à, bà con nông dân của mình cũng đã sản xuất quanh năm rồi, cho nên là các bạn đến thời điểm nào trong năm thì cũng có những cái cảnh đẹp để các bạn chụp ảnh nhưng mà đặc biệt nhất thì cái thời điểm từ khoảng lối cuối tháng 11 âm lịch cho đến Tết Nguyên Đán là cái thời điểm mà làng hoa sa đéc đẹp nhất thời điểm đó thì trăm hoa đua nở thì rất là đẹp rất là nhiều hoa nở đồng loạt chỗ hoa cho nên là các bạn sẽ chụp ảnh rất là đẹp còn đối với những cái khu điểm du lịch thì họ cũng mở cửa đón khách quanh năm cho nên là các bạn đến những cái thời điểm khác thì vẫn chụp ảnh được còn riêng đối với đến tham quan làng hoa qua thì cái thời điểm đẹp nhất vẫn là cái thời điểm cuối năm các bạn rồi nãy giờ thì mình cũng đã giới thiệu đến các bạn một số cái vấn đề mà các bạn quan tâm khi đến tham dự festival hoa trên đây chỉ là những cái chia sẻ theo hiểu biết của mình thôi À, nếu các bạn có uh, vấn đề gì mà mình uh, phân dân uh, cần uh, biết về uh, liên quan đến uh, thành phố sa đéc thì uh, các bạn có thể để lại bình luận ha mình uh, sẽ uh, chia sẻ theo sự hiểu biết của mình và nếu như những cái uh, nội dung nào mà mình không rõ thì mình có thể uh, hỏi thêm để mà trả lời cho các bạn ha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha hẹn gặp lại các bạn ở những video sau ha